vô chiêu Thích Minh Tuệ dễ dàng hóa giải hữu chiêu Nguyễn Phương Hằng. Trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhà văn Kim Dung có mô tả một nhân vật kỳ bí là Độc Cô Cầu Bại, hiệu là Kiếm Ma. Kim Dung mô tả nhân vật này là người có võ công mạnh nhất, Độc Cô Cầu Bại, có nghĩa là kẻ cô độc cầu mong mình bại trận. Tuy nhiên, dù vậy, cả đời ông cũng không được toại nguyện. Nhân vật Độc Cô Cầu Bại thường dùng vô chiêu thắng để mà hữu chiêu, vô địch trên đời. Vô chiêu nghĩa là chẳng có chiêu thức nào, cũng chính vì thế mà đối thủ không thể đoán trước được chiêu thức của ông và họ đành bất lực. Đấy là chuyện kiếm hiệp mang tính hư cấu, giải trí. Tuy nhiên, câu chuyện của nhà sư Thích Minh Tuệ cũng có phần mang dáng dấp của nhân vật Độc Cô Cầu Bại trong tác phẩm Võ Hiệp của nhà văn Kim Dung. Đáng chú ý, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sư Thích Trần Quang từng tấn công cá nhân thầy Thích Minh Tuệ, trong khi vị tu sĩ Hạnh Đầu Đà không hề tung ra bất kỳ chiêu thức nào để mà đáp trả. Tuy nhiên, ngay lập tức, cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thích Trân Quang đều nhận lấy sự thất bại ê chề. Càng tấn công mạnh thì càng nhận tổn thất nặng nề. Điều này có thể ví như vô chiêu thắng hữu chiêu của sư Thích Minh Tuệ. Phương Hằng một lần nữa lại xuất chiêu tấn công vào sư Minh Tuệ. Vẫn như mọi khi, sư Minh Tuệ không đáp trả lại bằng bất cứ hình thức nào. Vẫn chỉ có vô chiêu như bao lần trước đó. Cũng ngay lập tức, dư luận đã dậy sóng, không phải vì người ta muốn xem sư Thích Minh Tuệ trúng chiêu và ngã gục như thế nào, mà ngược lại công luận cho rằng bà Hằng sẽ nhận kết quả không mấy tốt đẹp vì hành động này. Trước mắt, nhiều người hâm mộ bà đã đồng loạt quay xe, chỉ trích thần tượng một thời của mình. Người Việt thường có câu khôn 3 năm, dại 1 giờ, để chỉ những hành động thiếu cân nhắc, thiếu chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã tự đánh đổ mọi công lao mà họ đã cố gắng trong một thời gian dài trước đó. Tương tự, dư luận đánh giá, bà Hằng cũng tự đạp đổ những thành quả mà bà đã phải tốn kém một thời gian rất dài để mà xây dựng nên và cả việc phải trả giá bằng án tù nhiều năm. Để có được lượng người hâm mộ lớn như bà Hằng là điều không hề dễ. Lúc đỉnh điểm, các kênh truyền thông của bà thu hút lượng khán giả gấp nhiều lần đài truyền hình quốc gia VTV. Những ca sĩ đang nổi cũng rất muốn có được một phần mười lượng fan của bà, nhưng không dễ có. Ngoài ra, bà Hằng đã phải trả giá cho việc bóc mẽ thầy lang lừa đảo và giới showbiz đen bằng bản án tù 3 năm. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ cảm kích, nên họ càng hâm mộ hơn sau khi bà ra tù. Trong clip bày tỏ ý định tấn công sư Thích Minh Tuệ, bà Hằng có nói rằng: đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì mà tôi cắm mặt xuống đất, thà tôi rời cuộc chơi mà tôi đã chơi là chơi tới luôn. Có vẻ như việc được người hâm mộ dần dần chào đón khi ra tù đã khiến bà tự mãn thái quá rồi chăng? Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ đại nhân đến tiểu nhân, bất kỳ ai mà tự mãn thì điều đó đồng nghĩa họ đã tự kết liễu sự nghiệp của mình. Tự mãn chưa bao giờ được đưa con người đến thành công. Nếu đã thành công mà tự mãn, thì thành công đó sẽ không ở lại vị trí với họ. Tự mãn mà thành công có thể xem là cặp phạm trù, không hề ưa nhau. Lần này có lẽ tính tự mãn của bà Hằng đã dẫn bà đến một hành động rất không nên làm, đấy là tấn công sư Thích Minh Tuệ. Chưa thấy bà được gì, chỉ thấy bà phải nhận rất nhiều chỉ trích nặng nề và người hâm mộ lũ lượt rời bỏ khỏi bà. Đây chính là sự cao thâm của vô chiêu mà ít người nhận ra. Liệu bà Hằng có thấy hữu chiêu của bà đang thua trước vô chiêu của vị sư tu hạnh Đầu Đà hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vô Chiêu Thích Minh Tuệ dễ dàng hóa giải hữu chiêu Nguyễn Phương Hằng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thế lực nào đã giật dây Nguyễn Phương Hằng để quất sư Thích Minh Tuệ?
sự kiện Sư Thích Minh Tuệ đột nhiên bị bà Nguyễn Phương Hằng tấn công đang là đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Khi Sư Thích Minh Tuệ nổi tiếng, bà Hằng đang ở trong tù. Khi bà ra tù thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho sư này biến mất khỏi tầm mắt của dân chúng, không chút sủi tằm. Hiện tượng ngưỡng mộ Sư Thích Minh Tuệ cho thấy sự hướng thiện bên trong con người Việt Nam vẫn còn rất mãnh liệt. Lâu nay, Phật giáo bị thành phần tu sĩ quốc doanh, hám danh, ham tiền, bôi bẩn, khiến cho xã hội mất phương hướng. Sư Minh Tuệ xuất hiện khiến lòng tin nơi con người quay trở lại. Cũng chứng điều này đã phơi bày đám ma tăng, quỷ quái, đang phá hoại đạo pháp, phá hoại đạo đức xã hội tại Việt Nam. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi tấm gương Sư Thích Minh Tuệ sáng lên, thì những thành phần nào sẽ phải lo ngại? Thứ nhất là chính quyền sợ người dân thức tỉnh. Thứ nhì là giáo hội Phật giáo Việt Nam lo sợ những hành vi hủ bại của họ bị lột trần. Thứ ba là thành phần sư có thể đảng lộ bộ mặt ma quỷ đằng sau tấm mặt nạ tu hành của họ. Hiển nhiên, thành phần ma tăng chính là do nhà nước Cộng sản này dựng lên. Đây là thành phần dẫn dắt người dân đi theo con đường mê muội để mà đảng dễ bề cai trị cũng như dễ dàng trục lợi. Thành phần ma tăng rất đông. Nổi tiếng nhất là Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh, rồi Thích Thanh Quyết, vân vân, và còn rất nhiều kẻ khác nữa. Khi hiện tượng Thích Minh Tuệ nổi lên, ông Thích Nhật Từ cũng soi mói về con đường tu hạnh đầu đà của vị tu sĩ này. Mới đây, cộng đồng mạng đã lôi ra tấm hình vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng chụp chung với ông Thích Nhật Từ, một trong những ma tăng từng công kích Sư Minh Tuệ. Từ đó, dư luận đặt câu hỏi rằng có phải vì bị thành phần ma tăng đứng đằng sau giật dây nên bà Hằng mới tấn công Sư Minh Tuệ hay không? Đáng nói là cả giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với hàng loạt sư quốc danh từng tấn công Sư Thích Minh Tuệ đều nhận cái kết ê chề. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông văn cho rằng Sư Minh Tuệ không phải là thành viên của họ, nghĩa là ngấm ấm chỉ thầy Thích Minh Tuệ không phải là sư. Vì ý đồ độc quyền tu hành này, giáo hội Phật giáo đã bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt. Ông Thích Minh Tuệ vì vô cùng thê thảm, vì tấn công Sư Minh Tuệ, ông bị cộng đồng mạng moi ra tất tần tật những thứ bẩn bựa ẩn đằng sau tấm áo cà sa của ông Thích Chân Quang. Ông Thích Nhật Từ thì có vẻ biết sợ hơn nên không dám công kích trực diện ông Thích Chân Quang. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông không xúc xỉm bị trần tù. Hơn nữa, ông từng lên tiếng tấn công một tôn giáo khác, con người chứa chất tham sân si như ông Thích Nhật Từ khó mà từ bỏ cho ai cho được. Không biết liệu có chuyện ông Thích Nhật Từ hay ai đó đứng đằng sau giật dây để mà bà Hằng tấn công Sư Thích Minh Tuệ hay không? Hay đó là chủ ý của chính bà, vì bà muốn tiếp tục nổi tiếng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bà Hằng không muốn ai nổi tiếng hơn mình nên mới tấn công một người không màng thị phi như Sư Thích Minh Tuệ. Vì động cơ nào thì chắc chắn có một điều cho rằng bà có tấn công thế nào đi chăng nữa thì Sư Minh Tuệ cũng không bị tổn thương. Ngược lại, chính kẻ tấn công sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Tấn công càng mạnh, hậu quả càng thê thảm. Ngay cả một tổ chức lớn như Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà phải còn nhận trái đắng thì khi tấn công Sư Minh Tuệ, liệu bà Hằng có thể miễn nhiễm được hay không? Hiện nay, dư luận đang có những đánh giá rất tệ về bà Hằng. Người hâm mộ bà đang ầm ầm quay lưng. Đấy là thực tế không thể phủ nhận. Đấy cũng là hậu quả đầu tiên mà bà phải nhận lãnh và ắt không phải là hậu quả cuối cùng. Sức mạnh của Sư Thích Minh Tuệ là sức mạnh mềm. Ông không nói gì, ông không hề phản ứng gì, nhưng người tấn công lại phải gánh hậu quả nặng nề. Phải chăng tâm linh là có thật, như chính lời bà Hằng đã từng nói? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thế lực nào đã giật dây Nguyễn Phương Hằng quất Sư Thích Minh Tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.